Hello, chào các bạn. Thì nếu các bạn đang thắc mắc rằng là iPhone 11 ra rồi thì Bphone nó đặt đâu? Thì mới đây chúng ta lại có thêm nhiều thông tin mới nữa về con Bphone 4 sắp ra mắt. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp những cái tin tức về Bphone 4 cho anh em. Rồi nếu anh em còn lưu luyến Bphone 3 thì anh em có thể xem giá tại Baloo Mobile, hoặc là anh em muốn biết là gì thì hãy nhấp vào link dưới phần mô tả nha. Rồi đầu tiên là Bphone 4 chúng ta lộ hết từ cấu hình, từ camera tới đến thiết kế, nói chung là tất cả đều lộ đó. Thì chúng ta sẽ có một số những thông tin như sau. Đầu tiên là về thiết kế thì máy chúng ta sẽ có thiết kế gần giống như là phiên bản Bphone 3 trước đó. Anh sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái phần viền trên khá là dày dùng để cụm camera và cái viền dưới khá là mỏng. Và Bphone 4 chúng ta sẽ có 3 bản. Đầu tiên là Bphone 4 Lite nè, rồi tới Bphone 4, rồi tới Bphone 4 Pro. Và lần lượt những cái phiên bản cấu hình cũng như là những cái phiên bản này nó sẽ cho chúng ta những cái hiệu năng cũng như là tất cả mọi thứ đều khác trừ thiết kế đó. Về màn hình thì chúng ta chỉ biết được rằng là phiên bản nhỏ nhất là Bphone 4 Lite chúng ta sẽ có màn hình với tấm nền là LCD, còn hai phiên bản còn lại chúng ta sẽ có tấm nền là AMOLED. Còn về camera thì chúng ta sẽ có phiên bản rẻ nhất là Bphone 4 Lite á, thì chúng ta sẽ có một cái camera sâu 12.f1.8 có hỗ trợ OIS đó, thì chúng ta sẽ xóa phông bằng phần mềm và chúng ta sẽ hỗ trợ chế độ đêm. Thì ok, đây là cái phiên bản đầu tiên và nhỏ nhất chúng ta làm hoàn toàn bằng phần mềm, và hy vọng thì nó sẽ thể hiện cái gì đấy. Ở phiên bản cao cấp hơn một chút, chúng ta sẽ có camera kép với camera chính 12.f1.8 có hỗ trợ chống rung OIS, và chúng ta sẽ có một cái camera tele 12.f2.2. Đến phiên bản cao cấp nhất, chúng ta sẽ có 3 camera với một camera chính 12 chấm hỗ trợ chống rung quang học OIS và một camera tele 12.f2.2 và thêm một cái camera góc rộng 16.f2.4 nữa. Và đương nhiên là về cấu hình thì chúng ta sẽ có cấu hình khác nhau hoàn toàn bởi vì nó phân cấp mà. Đầu tiên là về chip ha, thì chip nó sẽ xuất hiện, sẽ có hai phiên bản chip được xuất hiện ở trên ba con đó. Đầu tiên là Bphone 4 Lite, đây là con máy gọi là rẻ nhất, chúng ta sẽ có chip Qualcomm Snapdragon 675 4GB. Còn hai phiên bản còn lại thì chúng ta sẽ chạy chip Snapdragon 730G, đây là một con chip hiệu năng khá là cao dùng để chơi game, và chúng ta sẽ có hai phiên bản RAM để lựa chọn là 6GB hoặc là 8GB. Tương ứng thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản bộ nhớ phù hợp với cái phiên bản gọi là thấp nhất, chúng ta sẽ có phiên bản bộ nhớ ROM là 64GB hoặc 128GB. Còn hai phiên bản còn lại thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn là 128GB hoặc là 256GB hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Đến cái phần hiệu năng cuối cùng về trải nghiệm thì chúng ta sẽ có pin, thì pin của nó cũng được phân cấp theo từng phiên bản luôn, với dung lượng pin của bản thấp nhất là 3100mAh, phiên bản cao cấp hơn một chút là 3500mAh và phiên bản Pro là 4000mAh. Với phiên bản thấp nhất là WeChat 4 và hai phiên bản cao cấp hơn là 4 Plus và cái phiên bản Pro chúng ta sẽ hỗ trợ cái sạc không dây. Theo Bphone thì chúng ta sẽ có hỗ trợ một số những cái tính năng vui vẻ khác ở trên ba con máy, thì cái này là chung con nào cũng có. Đầu tiên là về khả năng chống nước, thì ở Bphone 3 chúng ta đã có rồi, thì ở Bphone 4 chúng ta cũng có luôn với phiên bản chống nước IP68. Chúng ta sẽ có BOS 4.0 chạy trên nền tảng Android 9 nè. Cả ba con chúng ta đều có quay phim 4K 30 frame. Chúng ta sẽ quay Full HD 120 frame. Và đặc biệt hơn, chúng ta sẽ có quay Super Slow Motion 240 frame Full HD. Đó, khủng khiếp. Với cái chế độ mà mình nghĩ là mình cũng không biết là nó đã có rất lâu rồi, nhưng mà hiện tại thì mình không biết là mình có dùng hay không, đó chính là chế độ chống trộm của BKV. Thì chống trộm này nghe đồn là chống trộm mới và cả ba máy đều hỗ trợ NFC. Rồi đó là ba cái phiên bản Bphone 4 và tất cả các thông tin về Bphone 4, thì anh em có mua nó hay không, hay là anh em có suy nghĩ gì, anh em có đánh giá gì về ba phiên bản này, anh em hãy comment phía bên dưới. Và đừng quên là chúng ta sẽ có nút like, nút share và nút comment. Nhớ lại nhấn luôn cái chuông để nhận thông báo mới nhất. Rồi chào anh em và chúc anh em một ngày vui vẻ.